Xin chào tất cả các bác. Trên xe đạp bên em hôm nay có hai đơn. Một đơn Phoenix, địa hình Phoenix 6.6 đi Hà Nội, và một đơn XDS, địa hình XDS 6.8 đi Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang ở Bưu cục Việt Theo để gửi hàng đi cho các bác đây. Địa hình Phoenix 6.6 đi Hà Nội và địa hình XDS 6.8 đi Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang ở bên cục Việt Theo để gửi hàng đi cho các bác nhé.